Cập nhật tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ. Bản tin tối ngày 22 tháng 12. Tính đến 17 giờ hôm nay, Cần Thơ ghi nhận 757 ca nhiễm mới, trong đó 3 trường hợp tầm soát ngoài cộng đồng, 56 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế, 25 trường hợp trong khu vực cách ly, 673 trường hợp cách ly tại nhà và đang tiếp tục điều tra truy vết. Các trường hợp nhiễm COVID-19 được ghi nhận cụ thể ở các quận huyện sau. Quận Ninh Kiều ghi nhận 171 ca nhiễm mới, trong đó phường Cái Khế ghi nhận 47 trường hợp, phường An Nghiệp 10, phường Tân An 5, phường An Cư 3, phường An Khánh 26, phường Thới Bình 2, phường Xuân Khánh và phường Hung Lợi ghi nhận mỗi nơi 20 trường hợp, đều được cách ly tại nhà. Phường An Hòa ghi nhận 26 trường hợp, gồm một tầm soát ngoài cộng đồng và 25 cách ly tại nhà. Phường An Bình ghi nhận 9 trường hợp, gồm một tầm soát tại cơ sở y tế và 8 cách ly tại nhà. Phường An Phú ghi nhận 3 trường hợp, gồm một tầm soát tại cơ sở y tế và 2 cách ly tại nhà. Quận Bình Thủy ghi nhận 130 ca nhiễm mới, trong đó phường Bình Thủy ghi nhận 12 trường hợp, gồm 2 tầm soát tại cơ sở y tế, 1 trong khu cách ly và 9 cách ly tại nhà. Phường Trà Nóc ghi nhận 5 trường hợp, phường Bùi Hữu Nghĩa 4 và phường Thế An Đông 1 tầm soát tại cơ sở y tế. Phường An Thới ghi nhận 27 trường hợp, gồm 10 tầm soát tại cơ sở y tế và 17 cách ly tại nhà. Phường Long Hòa ghi nhận 33 trường hợp, gồm 8 tầm soát tại cơ sở y tế và 25 cách ly tại nhà. Phường Trà An ghi nhận 5 trường hợp, gồm 2 tầm soát tại cơ sở y tế, 1 trong khu cách ly và 2 cách ly tại nhà. Phường Long Tuyền ghi nhận 43 trường hợp, gồm 9 tầm soát tại cơ sở y tế và 34 cách ly tại nhà. Quận Thốt Nốt ghi nhận 43 ca nhiễm mới, trong đó, phường Thốt Nốt ghi nhận 9 trường hợp, gồm 4 trong khu cách ly và 5 cách ly tại nhà. Phường Thuận An ghi nhận 5 trường hợp cách ly tại nhà. Phường Thới Thuận ghi nhận 1 trường hợp, phường Tân Lộc 2, phường Trung Nhất 3 trong khu cách ly. Phường Trung Kiên ghi nhận 12 trường hợp, gồm 2 trong khu cách ly và 10 cách ly tại nhà. Phường Thuận Hưng ghi nhận 6 trường hợp, gồm 2 trong khu cách ly và 4 cách ly tại nhà. Phường Thạnh Hòa ghi nhận 5 trường hợp, gồm 3 trong khu cách ly và 2 cách ly tại nhà. Quận Ô Môn ghi nhận 134 ca nhiễm mới và đều được cách ly tại nhà, gồm phường Long Hưng 27, phường Thới An 25, phường Phước Thế 25, phường Trường Lạc 16, phường Châu Văn Liêm và phường Thới Hòa ghi nhận mỗi nơi 18 trường hợp. Quận Cái Răng ghi nhận 84 ca nhiễm mới, trong đó phường Lê Bình ghi nhận 20 trường hợp, phường Phú Thứ 19, phường Ba Láng 9, phường Tân Phú 6 và phường Hưng Thành 2 đều được cách ly tại nhà. Huyện Thới Lai ghi nhận 27 ca nhiễm mới, trong đó xã Thới Thành ghi nhận 8 trường hợp, xã Trường Thắng 6, thị trấn Thới Lai 5, xã Tân Thành và xã Đông Bình ghi nhận mỗi nơi 2 trường hợp, đều được cách ly tại nhà. Xã Xuân Thắng ghi nhận 3 trường hợp, gồm 1 tầm soát ngoài cộng đồng và 2 cách ly tại nhà. Xã Định Môn ghi nhận 1 trường hợp tầm soát ngoài cộng đồng. Huyện Phong Điền ghi nhận 73 ca nhiễm mới đều được cách ly tại nhà, gồm các xã sau. Xã Giai Xuân ghi nhận 25 trường hợp, xã Trường Long 23, xã Tân Thế 8, xã Nhân Ái 7, thị trấn Phong Điền 6 và xã Nhân Nghĩa 4. Huyện Vĩnh Thạnh ghi nhận 59 ca nhiễm mới, trong đó thị trấn Vĩnh Thạnh ghi nhận 15 trường hợp, xã Thạnh Quế 9, xã Thạnh Mỹ 5, xã Vĩnh Bình, xã Thạnh Tiến và xã Thạnh Lộc ghi nhận mỗi nơi 8 trường hợp, đều được cách ly tại nhà. Xã Vĩnh Trinh ghi nhận 4 trường hợp, gồm 1 trong khu cách ly và 3 cách ly tại nhà. Xã Thạnh An và xã Thạnh Thắng ghi nhận mỗi nơi 1 trường hợp và được cách ly tại nhà. Huyện Cờ Đỏ ghi nhận 34 ca nhiễm mới, trong đó xã Thạnh Phú ghi nhận 9 trường hợp, gồm 3 tầm soát tại cơ sở y tế và 6 cách ly tại nhà. Thị trấn Cờ Đỏ ghi nhận 6 trường hợp, gồm 1 tầm soát tại cơ sở y tế và 5 cách ly tại nhà. Xã Trung An ghi nhận 5 trường hợp, gồm 1 tầm soát tại cơ sở y tế và 4 cách ly tại nhà. Xã Trung Thành ghi nhận 5 trường hợp, gồm 1 tầm soát tại cơ sở y tế, 2 trong khu cách ly và 2 cách ly tại nhà. Xã Trung Hưng ghi nhận 3 trường hợp, gồm 2 tầm soát tại cơ sở y tế và 2 trong khu cách ly. Xã Thới Xuân ghi nhận 3 trường hợp, xã Thới Đông 2 và được cách ly tại nhà. Xã Đông Thắng ghi nhận 1 trường hợp trong khu cách ly. Ngoài ra, Cần Thơ còn ghi nhận 2 ca nhiễm mới là người về từ các tỉnh thành khác gồm tỉnh Đồng Tháp 1 và 1 từ tỉnh Thanh Hóa. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.